Ồ nhé. Chưa ngủ à? Hello em. Bay đi ngủ nha. Tại nay dạ anh mượn phòng để làm việc đấy. Làm cái gì mà báo cáo kết quả thử việc đúng không? Để làm tới giờ luôn. May mà tôi giật mình dậy đấy. Phát hiện vợ còn đang làm với tôi phải qua nói trả phòng lại. Còn không mà chắc làm tới Oh shit. Trời ơi, mới vô game mà đã dậy rồi. Hôm nay nhá, hôm nay. Hôm nay. Hôm nay là sẽ xong. Cái gì vậy? Nó biết tôi ở đây à? Ôi rồi. Ôi rồi. Chết mẹ. Shit. Ê, dạ 3 giờ hôm nay nữa hả? Hình như tôi nói nó nghe hay sao ấy. Phải không? Cái gì vậy? Rồi chết con mẹ rồi. Em hả? Rồi ôi à, anh Thảo đó hả? Rồi ôi chết tôi chưa. Hello Phong nhé. Rồi máu của đằng sau quay nè, sợ khiếp luôn. Không có đồ ném trên tay, đúng không? Không có đồ nào trên tay cả. Rồi nữa rồi nữa rồi. Rồi 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 lại nữa rồi. Ôi rồi ơi, mới vô game mà về chết rồi. Vậy hả? Ồ. Không có đâu, nó đi vòng vòng. Nó đi vòng vòng chỗ này nè. Ok. Trời ơi, trời ơi. Ôi trời ơi, khả năng lắm. Nó cứ vậy hoài à, không đi được. Ôi giời ơi, kéo xuống tận đây luôn đấy. Má khôn quá. Cái gì? Hú gô vào chưa anh? Là sao? À, ấm bắp đó ha. Chưa, chưa thấy. Mà giờ này hơi trễ, sợ ông ngủ rồi quá. Không, mà cũng nhờ đợi lúc tôi lúc đợi vợ tôi có chập mắt tí nên tôi khách tỉnh, tỉnh tỉnh táo nha. Nên sẽ không có bị ngủ gục đâu. Hi hi.
mày đừng có quay lại nữa được không? Thế tao định đi rồi mày quay đầu lại là tao chơi được cái gì nữa? Ôi trời ơi. Cơ hội kìa. Rồi nữa rồi. Tôi gọi đen lắm. Nó cứ canh me như thế này. Má thiệt luôn, tôi nghe tôi đau lòng quá. Má báo ghê chứ. Trời ơi. Tết chết mẹ rồi. Chế độ easy đây sao? Sao không có easy gì hết trơn vậy? Ơi. Trời đất ơi. Còn chơi được cái gì nữa? Thấy không? Dại ghê luôn á. Nó canh vô đó rồi chơi gì nữa. Ôi giời ơi. Trời, chỉ cần đi nhanh thôi thôi đấy. Đâu nữa vậy? Nó bò tới nơi rồi kìa. Má ơi, mới vô game mà vậy là chết rồi. Rồi đó, lên đi, nhanh lên. Chắc phải sớm rồi, sao trễ được.
quay đều quay đều quay đều quay đi quay đi quay đi quay đi. Ôi mẹ ơi, nó lên tới đây luôn đấy, không đùa với em được đâu. Ui ôi trời ơi, cái gì nó vậy, sao lại chặn đường đi đi rồi. Oh man, trong hôm nay nhé, rồi sẽ đi nữa, còn đi nhanh hơn mình nữa chứ. Ôi xúc liền đi, không kịp rồi. Rồi ô được rồi, khả năng lắm. Nó tao nói đầu tiên giả mang luôn đấy. Sao nó còn xa tôi lắm các bạn ạ. Rồi tiếp. À, bấm đây được này.
Nhanh vậy? Ăn gian tôi rồi. Nó ăn gian tôi rồi mọi người. Xác định lên nó bật cái radio của nó lên kìa. Ok, chúng ta nghiêm túc lại nha. Nãy giờ tôi hơi nhoi. Để lúc tôi phải nghiêm túc rồi đó. Sao kỳ á, nãy mình thấy nó xa mình mà lý do gì mà đi nhanh như vậy? Ừ, sao đi nhanh dữ à? Ừ, chắc chở ăn tới đấy. Thôi đi liền đi, không ở tới liền đấy. Đúng rồi, tới thật rồi. Mẹ ơi. Ơi, quên bấm sạc điện thoại cái. Đấy. Nghe. Đi được hết rồi, hết đi.
Ôi. Không bỏ đây bỏ đâu được. Cảm ơn nhé. Thank you em. Rồi. Mở cửa nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi em ơi. Rồi, ok đấy. Shit. Và rất chậm rồi đấy. Má như giờ cái tim cũng thình thịch như vậy. Ôi trời ơi. Ok. Ê chết mẹ. Lớn. Má con chuột của tôi. Thứ mẹ. Trời ơi. Rơi à. Nghiệp. Ôi dồi ôi, chết mẹ rồi, đi trước đã. Ê! Gì vậy? Ôi, 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 ôi. Rồi! Mẹ! Nice. Khúc này nguy hiểm quá anh em à. Trời ơi.
Hả? À. Chết 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 chết, đi lên rồi, nó đi lên rồi. Rồi, khả năng lắm, khả năng lắm. Ồ, đến đây à, tốt. Được chưa? Đâu rồi? À, còn tụi bên kia lận, nhanh lên. Rồi quá. Được chưa? Ở đây. Đi ra khỏi đây, ngay nó tới kìa.
gì vậy? Rồi mừng quá anh em à, thoát rồi. Go to the table. Ok, ở kìa, ở đây có nè. Cũng 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 dính được. Nghĩ sao đá chúng cái lon trời.
Rồi chắc biết á. Sáu hai chín hả? Ôi mẹ ơi, mừng quá, tới trạm xăng rồi. Ôi rồi ôi, lại là nó, chính là nó. Gặp nhau miết luôn đấy. Đéo tin được.
Ôi rồi. Trời ơi, sao đi đường này vậy? Phải recharge cái đèn nữa chứ. Hey. Không đi được rồi, không đi được rồi. Ủa? Sao lại chỉ ở đây nhỉ? Thì có gì đâu chị. Ừ. Này map chỉ đường hết trơn này, có gì đâu chị. Nó đâu mà dí ghê trời. Thế để đâu được?
Hello bà, hello thần tiên tỷ tỷ, bắn hạ thần tiên luôn, ghê lắm. Ok, bây giờ đi như thế nào nhỉ? Rồi, đen thật chứ. Éo hiểu. Không có game nào mà nó đi khó khăn như game này. Gì đây? Cái đó diễn đây mà Sam. Bắt cái thang qua đây cái gì? Trời ơi, đi ra dụng nước tôi sợ quá. Rồi chậm thôi, chậm thôi. Ở đây nè. Trời, ở đâu cũng gặp nhau hết trơn á.
Chết mẹ đạp kiến rồi. Ê, ê. Đùa nhau rồi. Ê, ê. Rồi thua luôn. Trời ơi, tới người nước ngoài comment luôn hả? Có thiệt không vậy? Rồi ôi, thế là không được rồi. Chỉnh sáng hết cỡ chưa mà tôi thấy chói mắt quá mọi người. Không, tôi thôi. Xuống đi còn chờ cái gì nữa.
Chưa bể nữa à. Khó đấy, mà này khó đấy. Trời ơi. Ôi mẹ ơi, tới công chuyện rồi. Trời ơi, thay vì đập bể khiến ta đi đường này là hợp lý rồi. Quá đáng thật. Ôi dồi ôi. Vâng, rất là hồi hộp luôn nè mọi người ạ. Chơi game này giống như là phải đi nhẹ nhàng, đi rén rén á. Này lên đó làm gì ta?
Ui, lên đây làm có nữa. Ôi rồi ôi, còn phải đẩy cái thùng ra nữa mọi người ơi, không dễ dàng đâu. Sao anh quyết định leo vô cho an toàn, leo chứ còn nhanh hơn mở cửa nữa. Ui, chết con mẹ rồi. Phải đi qua nóc nhà rồi, rồi rút kìa. Rồi đạp chúng mấy tán lá nó cũng nghe nữa. Đó, game còn 1 tiếng 40 phút gì lúc đầu á, giờ không biết còn bao lâu. Rồi, lên. Ừ. Thế à? Ừ, mong là thế nha. Đâu mà cứ hoài vậy. Need a key. Why key?
không biết đi đường nào luôn á. Holy crap. Số mấy trời? Thế à? Vì sao? Ôi trời ơi. Lùi lại anh em ơi. Rồi cũng vừa mới thấy nè. Sao ảo ma thế? À, nãy mình đi từ đường. Hồi nãy mình đi từ đường này nè, quên. Chứ mà nãy đi lòng vòng thôi, tôi hơi bị rối mắt nha. Giờ đi bên đây. Có ở điều đây. Rồi. Shit. Ôi, rồi, thì có súng kìa luôn được không? Trời ơi, súng nát, bét luôn, xài gì nữa? Ok, nhẹ nhàng nhá. Lóc rồi.
Đấy, được chưa? Lấy qua đấy, mừng. Ui, nó mừng thế, thế đấy. Rồi má cho mình cá cả thấy nghi rồi đó. Ba bốn bảy vậy? Trời, hay vậy. Sao mày tỉ đúng nghe hết trơn à? Vậy hả? Ok. Để chút có thấy anh thử nha. À, cái này giống như là phòng an toàn rồi đúng không? Ừ, giống như là phòng để mình nghỉ ngơi đấy mọi người. Khu vực này là an toàn, nó cách âm nữa đúng không? Nè, nó có gắn mấy cái cách cách âm nè. Coi còn gì nữa không? Rồi đi luôn. Lấy gì đây? Đàn à? Ok, cảm ơn nha. Để chút anh có thấy anh bấm thử nha. Để chút có thấy anh bấm thử. Phải chi mở vali coi có súng gì cho nó hấp dẫn nha. Cái kiểu sinh tồn mà giống là lá sạp hết rồi mọi người, nó cũng ra né. Nhiêu nha, phòng tự hơi tối. Nguyên game được mỗi cây sọt lên kẹt nạn nè, ghê vậy. Mần ăn quá trời mà bị kẹt nạn à. Này có chữ Zoe nè. Trời đất, trời đất, trời đất, trời đất. Khóa code nữa à? Đùa. Đùa thế là chết. Thì khúc này nó lắc lắc thế nào nhỉ? Hay vậy? Đồ đo có trên every week à, cái tháng thứ hai của tuần hay vậy ha. Dạ, cứ gợi ý phải suy nghĩ. Ok, quá tuyệt vời, cảm ơn nhé. Thường không nghĩ tới luôn á.
Rồi giờ tìm con thuyền thôi. Come on, let's go. Trời đất ơi, cũng phải đi ngang qua chỗ nó nữa. Lý do nào? Ui, thế là đen đấy. Trong phim sợ nước à, mà nãy giờ tôi thấy nó bang bang giống như không có gì xảy ra gì á. Chết cha, đạp trúng gì rồi? Cái gì mà thấy giống như bị hen suyễn gì vậy? Như vật mà giống như bị hen suyễn thì sao, sợ quá thở không nổi. Ủa mà nhân vật trong phim, nhân vật trong game này nó có liên quan gì tới phim không mọi người? Liên quan tới phim không? Hay là game này là một mạch chuyện khác, không liên quan luôn. À, khóa cửa rồi, không được. Rồi cái gì đây? Cái gì như vậy? Là chuyện khác rồi. Thời hôm qua nghe ai nói cái vụ gì mà cái bà gì mà đâu đẻ mà bà không la được cái gì á, đã gần tới đẻ mà còn không yên thân đấy. Mình có thấy nhân vật này nó mang bầu này, cái tưởng nó liên quan. Rồi, let's go. Vậy hả? À, yeah. Hay vậy. Nhanh, 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 tốc độ. Không mở được luôn. Không dám đi lâu, sợ chết. Còn cái răng à, đấy còn tài năng thấp thấp rồi. Nói chung game này nó bình bình quá nên làm content cũng hơi khó nha. Kiểu nó không có, nó không có dí nhiều, nó cũng không có. Không có jump scare nhiều ấy. Ừ. Biết có cầm cây theo không ta? Chắc không rồi. Tí còn quay lại mà. Người người để leo qua cái gì à?
Cái này làm sao ta? Nữa lấy vũng nước. Chỉ vậy thôi à? Rồi à. Đi quá trời chỉ để lấy cái vậy thôi à. Mừng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hello. Đây rồi. Rồi đường nào nhanh nhất? Chắc đi đây nhanh nhất thôi. Vân à, đây đây đây, đúng là nó rồi. Đường tắt, đó gọi là đường tắt. Rồi hết bình oxy đi nha mọi người. Ừ. Hết bình oxy rồi đó. Khả năng lắm, khả năng lắm anh em ơi, khả năng lắm. Ơi tôi sợ quá, nhanh lên lẹ. Nhưng khả năng sợ. Ôi thở.
nhờ cái bình oxy đã. Bây giờ của tôi nó sắp không thở nổi kìa. Trời ơi, xui vậy sao? Screen feedback. Why need this screen reader? À, nó sẽ bị thu hút bởi tín hiệu của TV đúng không? Quá rồi, không được rồi mọi người, tim đập mạnh rồi. Rồi tôi cần thuốc. Ý! Đấy là bị hen suyễn mình với. Thử thách lớn này. À, kìa. Cái này gạch mà liên quan gì? Rồi, ok. Ôi mừng, còn 2 chiếc. Vẫn là một ngày 120 à.
có thấy ai tới đâu trời. Nhân vật chính về dữ rồi, đúng không? Ít ra mình là nhân vật chính mà, với một nhân vật nữ gọi là Mando nha, bị bệnh hen suyễn và đã băng qua bao nhiêu thử thách để tới đây, xứng đáng là nữ anh hùng đấy. Ôi rồi thế đấy. Ê, chưa an toàn không? Ôi, mừng quá, mình tiết kiệm đi. Ở con ở tàu kìa, ôi trời ngon. Trời ơi, phá đảo tới nơi rồi. Cầu chì tốt. Ồ dễ vậy sao? Không nghĩ dễ dàng đâu mọi người. Rồi má cửa tự đóng luôn, ghê vậy.
Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Quay chứ cái gì vậy? Đang ra đi mình đóng cửa mẹ luôn. Chưa chưa từ 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 khoan khoan đừng vội đừng vội đừng vội. Được. Rồi. Ơ kìa. Câu chuyện nó nhảy lên á, câu chuyện nhảy lên á, câu chuyện nhảy lên đó nha. Chuyện nhảy lên đó. Easy chế độ easy nhé, chế độ easy thì quét được, còn normal thì không nha. Easy mà chơi còn chết lên chết xuống rồi chơi normal chắc hơi dẹp mẹ luôn. Chết cha ngắt điện hả? Trời đâu có mà lấy.
À về lấy 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 bên kia. Rất cồng kềnh đây mà. Từ từ tôi gọi đi toilet cái này. Má, tôi chịu hết nổi. Từ chờ chút. Rồi. Nhanh, tốc độ. Ừ không, đúng rồi đó, nó quét sống não á, nó quét mình đó mọi người. Chết mẹ rồi, tim tim đỏ rồi kìa. Chết. Rồi có thuốc rồi làm sao đây? Ôi. Ôi trời mừng quá. Thì ra chỗ này là vậy à. Là sao đường nào vậy? Ủa? Đi được chưa? Trời ơi, mấy cái này khó đi vãi luôn á.
Đi. Chưa, như là phải gắn dưới này nè. Đúng rồi, cần phải cầu chì đó. Cứ để cứ thằng nhân vật mình nó yếu quá. Rồi đi 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 đi, nhanh lên nhanh lên. Đấy, chỉ có vậy thôi. Nữa hả? Trời ơi, còn bao nhiêu việc nữa, sao nhiều thế? Này nguyên con lũ sĩ vãi nồi luôn đó.
Vậy hả? Ôi, lại nữa rồi. Không gặp nhau chơi vậy trời. Gọi là như hình như bóng luôn mọi người. Cái chỗ cho tôi lạnh mình rồi. Tôi muốn kiếm cái muốn kiếm cái đồ bom bom hơ ấy á. Có gì đằng sau bức cửa này không? Hai tiếng luôn mọi người, tôi nghĩ chắc cũng gần xong rồi, nãy giờ đi thì chắc cũng kìa thấu kìa. À, cái miếng ấy. Tại vì cố gắng đi, tại vì tầm mỗi 2 ngày nữa là đã ra tay ươn rồi, cho thử cho xong đi. Mình còn chơi tay ươn chứ đúng không? Từ từ mở nhé, từ từ thôi. Cảm ơn Hoàng Yến. Hoàng Yến, cảm ơn Hoàng Yến nha. Anh cứ giấy ra chưa? Anh cứ giấy ra chưa? Sao nghe, sao tôi không thấy ai live stream em đó chừng vậy? Hình xấu ra chưa? Úi rồi ôi, xoay lẹ cho tôi. Đừng lề mề nữa.
Hay đấy. Có ai không? Ngộ. Nó không gặp nhau hết trơn vậy. Ôi rồi. Không xuống đây được. Cho cái này ý nghĩa gì chứ? Chưa chưa, em cũng chưa ngủ à. Chà, vậy hả? Ừ rồi. Tại anh gần khóa đảo rồi. Gần khóa đảo rồi nên chơi cho xong luôn đấy. Không lẽ giờ còn 15-20 phút nữa để mai chơi tiếp. Thế thật là vô nghĩa. Tại sao lúc nào cũng gặp nhau ngay những lúc không cần thiết nhất vậy? Trời ơi. Ừ, chắc dâm dữ rồi đó. Ôi mẹ ơi. Ngày một nặng hơn rồi.
Rồi. Đừng nhìn nó anh em ạ. Trời ơi, chắc cơ bệnh tim mà chết luôn quá. Cút đi. Vâng thì tội thôi mọi người. Cái gì đấy vậy? Ôi dồi ôi. Leo lên được mà tại sao lại cứ đi như vậy? Đi lẹ nó tới bên kia. Trời ơi, đi làm sao mà đi được? Chết mẹ, cái này thu hút nó rồi.
khó. Ok kìa. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, cái gì vậy? Ừ, không nghe đó. Ôi mẹ ơi, bằng cách nào nó nghe được vậy?
Rồi nó nghe tiếng nước nó theo mình đi sao ấy. Oh fuck. Còn cái con què nữa vậy?
Rồi. Khoan, chưa mở cửa mà. Trời ơi, nó tới đây luôn hả? Sao mà dài thế? Chết mẹ rồi, ôi trời ơi. Vâng, tôi đang cố gắng đây.
Cái gì mà xanh tươi vậy? Cái con cái bà này mới giết cha như này nè. Vẫn chưa xong nè, chứ tưởng đâu xong rồi chứ. Go, 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 go.
Ê. Đâu? Ôi, còn miếng gỗ bước bắt qua nữa cơ. Cái gỗ gì kìa, kiểu sao đây ta? Nhanh lên. Sắp không thở được rồi. Mày đừng có yếu đuối vậy được không?
Ồ, hợp lý đấy. Rồi, khởi động máy chạy đi. À, chắc cái bài bả giúp mình á. Rồi. Ờ, qua play nha, mới qua đảo luôn. Sao? Ôi, mừng. Rồi, thôi, nghỉ nha mọi người. Qua đảo rồi nha. Ok. Xin chia anh em đã xem. Bye bye, Thiên Phong Lê nha. Ok, ngủ. Mệt rồi, nha.